Từ tháng 7 năm 2018, nếu người vi phạm đang sử dụng vũ khí đe dọa đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc là người khác, cảnh sát có quyền nổ súng. Đây là nội dung nổi bật tại Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2018, quy định rõ các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng không cần cảnh báo trong 6 trường hợp. 1. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội khủng bố, giết người, bắt cóc con tin hoặc đang trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ chống lại việc bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi phạm tội. 2. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc uy hiếp trực tiếp đến an toàn của đối tượng cảnh vệ, công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng được bảo vệ theo quy định của pháp luật. 3. Đối tượng đang sử dụng vũ lực, vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp đe dọa đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác. 4. Đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ chống lại việc bắt giữ. 5. Đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ. 6. Động vật đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.